cười quá. Cái gì vậy? Vô duyên nhân tán người ta à? Vậy mày làm gì chứ không mày nào mày cười? Để kể cho nghe nè. Kể. Bởi vì nhiều chuyện ghê. Hôm qua tôi chỉ ông bà già ông nhảy. Trời đất ơi, mà tập cả buổi trời luôn nha. Mà chả dậy cho đi như dịch bắt phong, khỉ bắt phong đi. Tưng gì đó. Mắc cười gần chết luôn vậy đó. Anh mà ở đó chắc anh cười á, đau bụng đi không nổi luôn á. Vậy mà đòi làm quân sư cho tôi. Ba dài đòi làm quân sư cho em hả? Để kể cho nghe. Công nhận anh nhảy đẹp thiệt. Trời ơi, chứ làm sao, tôi đi hát mà phải tập nhảy chứ. Giờ là vừa nhảy vừa hát, khán giả người ta mới khoái. Ê, mà nhắc mới nhớ nha. Sao? Tính chừng nào đi diễn lại vậy? Chưa biết nữa. Giờ ở xứ này hoài, biết chừng nào được diễn. Cũng phải. Mà tôi thấy bác hai không muốn ông lên Sài Gòn sống đâu. Tại vì tía tôi thấy tôi chưa có chỗ đứng. Chứ tôi mà nổi tiếng hả, tôi xin tía tôi cái một à. Vậy thì ông cứ vô trong showbiz mà ông đứng thôi, có gì đâu. Trời ơi, tôi hả, là tôi muốn nằm, tôi chà, tôi lết trong đó luôn á. Chứ nói chi gì đứng. Mà tôi thấy không có đơn giản đâu. Đúng rồi, vô trong đó là ông cần phải có thực lực mới được. Cái đó thì không quan trọng. Tài năng thì thường thường thôi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây, mình phải có một cái ekip sau lưng mình. Để làm cái gì? Thì để làm truyền thông cho tốt, thì mới nhanh nổi tiếng được chứ. Truyền thông là cái gì? Là PR hình ảnh á. Hiểu không? Mà PR là cái gì? À, để tôi nói cho ông hiểu nè. PR có nghĩa là quan hệ công chúng, giao tiếp với cộng đồng, vậy đó. Hiểu rồi. Ví dụ như nào, đơn giản là mình phải quảng bá hình ảnh của mình cho tốt lên. Cái công việc này phải cần cái người mà có kinh nghiệm, chuyên nghiệp đàng hoàng. Đó, giống như là mình tìm cái quân sư hồi xưa vậy đó. Hiểu chưa? Ê, cái này là tôi có rồi nha. Bây giờ, ông cứ lên Sài Gòn đi. Tôi sẽ làm quân sư cho ông, đảm bảo là ông nổi tiếng liền. Nổi tiếng hay là tai tiếng, hai cái đó nó khác nhau rồi nha. Nó không có phải vẫn chơi đâu á. Làm lạng quạng khơi khơi, công chúng tẩy chay là chết lớn luôn á. Giỡn chơi hoài. Tôi tên gì? Tên Ba Giai. Ba Giai mà ông không tin ông tên ai? Tôi thấy cũng có nhiều người tin ông như lắm rồi đó. Trong đó có tôi á. Toàn là nghe lời ông xong rồi, toàn là đi kiếm ông để tính sổ không à. Ông có nhớ lần trước tôi thả ông cho cá ăn không? Mấy lần trước khác, lần này nó khác. Thôi, đừng nói nữa. Bây giờ tôi trưởng thành rồi, tôi suy nghĩ thấu đáo rồi. Cho nên là tôi không có thể nào mà tôi giao cái mạng sống, cái tương lai, cái sự nghiệp, danh vọng của tôi cho ông được hết á. Tôi không có mạo hiểm đâu. Bây giờ ông không tin tôi đúng không? Thôi không tin. Tôi với ông cá cược đi. Cá cược cái gì? Nghĩa là từ hôm nay trở về sau, tôi sẽ cho ông thấy khả năng, tài năng, thực lực của tôi. Còn nếu như ông thua tôi, ông chỉ cần khao tôi một chầu cà phê thôi. Một chầu cà phê thôi? Ừ. Chơi luôn. Đợi đó đi. Tôi chờ đó. Đó thấy không? Vậy đó. Nè, tin ai ở xẻo lá này thì được, chứ đừng tin thằng Ba Giai nghe chưa. Cái thằng mà mới có học lớp 3 mà tưởng là năm 3 đại học không á. Đó, tin nó là bán lúa giống thì bởi vậy. Giống như tin ông vậy đó. Tào lao.